Em chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một con máy mài hai đá của Hitachi. Em sẽ xoay một vòng máy cho cả nhà xem ha. Đấy. Máy này đã được vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài. Cả nhà về sử dụng thôi ha. Và đá em cũng đã được thay mới. Đó. Tổng trọng lượng của một con máy mài hai đá Hitachi này nó nặng gần 17 kg ha, là 6 kg 8 gần 7 kg ha. Rồi em xin đọc thông số của con máy mài hai đá Hitachi này. Thì con máy mài hai đá Hitachi này có model là NPG-150W. Con này là của Hitachi, thuộc dòng Hitachi Koki Hagamachi. Con này sử dụng nguồn điện nguyên dinh, nó là 1 pha 100V, có công suất là 170W, có vòng tua là 3000 trên 3600 vòng một phút. Con này sử dụng cỡ đá là 150 nhân cho 16 nhân cho 12.7 mm. 12 là bên này, 16 ha. Còn bên này á, nó sử dụng đá là 150 nhân cho 6.4 nhân cho 12.7 mm. Bên đây là sử dụng đá mỏng ha. Đó, có hai thông số đá. Và cái nhà có thể lắp đá dày cũng được nha. Bên này lắp đá dày cũng được. Con này có ghi đá hấp ạ. Tháng 11 năm 1988. Đó. Rồi em sẽ test máy cho cả nhà ha. Máy chạy êm. Còn rung lắc trên đồng hồ. Thì ở phần này á, cái phần này nha cả nhà, nó có bị bể khúc này nhưng không ảnh hưởng ha, nó bị bể khúc đáy đó nhưng không ảnh hưởng gì cả. Thì em sẽ chụp hình đa góc đầy đủ cho cả nhà xem. Rồi, thì một con máy như thế này em sẽ bán cho cả nhà một cái giá là 1.400.000 đồng. 1.400.000 đồng mà em đã bao gồm phí vận chuyển và đóng gói ha, vì nó bị bể vậy nên em bán cho cả nhà 1.400.000 thôi. Đó, cả nhà chốt đơn cọc phí vận chuyển giúp em, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận hàng và test máy các kiểu ạ. Em cảm ơn cả nhà.